Rồi ô tô Phát Đạt Đồng Nai hôm nay rao bán chiếc xe công vụ cho quý anh chị đi với giá 40 triệu nha quý anh chị. 40 triệu quý anh chị sở hữu một con xe đồng sơn sạch đẹp nha. Nội thất mới vừa thay, máy móc bao quý anh chị đi xa. Hai vỏ trước mới. 4 mâm đúc nha quý anh chị. 4 mâm đúc nha, đồng sơn si đẹp nha, nội thất đẹp nha, dĩa da mới bao, bình ắc quy mới thay. Vàng lạnh mới thay nha quý anh chị nha. Quý anh chị mà nhanh chân mà chậm chân là người ta hốt hết á. Xe này là xe công vụ của em nha quý anh chị nha. Quý anh chị không hốt là người khác hốt, ráng chịu. Em bơ giá bán với giá 40 triệu em bán xả cho quý anh chị xa xài. Mọi người nói xả sao mà xả, mà xe này 40 triệu mà xả hả? Xin quý anh chị, này là cục cưng của em nha, cục cưng cục vàng của em đó. Bây giờ phải chia tay nó cũng buồn lắm nha quý anh chị nha. Thôi nhưng mà để mình tiến bộ hơn thì mình phải nhường cái cũ lại cho người khác và mình đón nhận những cái mới nha quý anh chị nha. Rồi em ô tô Phát Đạt Đồng Nai xin kính chúc quý khách một sức khỏe dồi dào, một cuộc sống an lành, tự tại, vui vẻ nha, hạnh phúc nha. Thì quý anh chị nào có coi được clip này thì gọi cho em số điện thoại 0933 015354 nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mà xem kênh YouTube thì quý anh chị vui lòng đăng ký kênh cho em Bình Phan Thanh nha quý anh chị nha. Bình Phan Thanh, Đờ Ngọc Ganh, Mưa Chiều Miền Trung nhớ quý anh chị. Quý anh chị vô kênh YouTube của em, quý anh chị nhớ vui lòng đăng ký kênh, bấm một lượt tim, một lượt follow nha quý anh chị nha. Em Bình ô tô Phát Đạt Đồng Nai xin kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Em xin kính chào nha.